Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà bản tin 24 giờ sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đối với người dân Việt Nam, nhất là người miền Trung, đã quen với chuyện mưa lũ, nhưng khi chứng kiến cảnh lũ lụt ở Trung Quốc trong mấy ngày qua cũng phải rùng mình. Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và những nơi khác ở Trung Quốc trong mấy ngày qua đã hứng chịu những trận mưa như thác đổ, thậm chí còn đặc biệt lớn. Mực nước các sông ở khu vực này đều tăng vọt, cộng với số lượng lớn các hồ chứa để xả lũ dẫn đến lũ lớn chưa từng có. Nông nghiệp ở địa phương và tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề. Các đoạn video do cư dân mạng quay đã tiết lộ một số tình hình lũ lụt tại địa phương. Vừa qua, một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến dòng nước chảy mang theo đất đá ở vùng núi gần huyện Long Thắng, Quế Lâm, Quảng Tây. Dòng nước chảy mang theo đất đá di chuyển chậm nhưng uy lực kinh người. Những ngôi nhà đã bị nó cuốn trôi, người dân tại hiện trường hô hoán, chạy nhanh lên. Mưa xối xả kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây ra lở đất gần huyện Long Thắng, Quế Lâm, Quảng Tây, cuốn trôi nhiều ngôi nhà. Một số người thì hét lên, chạy mau lên. Một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy trận lũ lụt bùng phát ở Anh Đức, Quảng Đông đã nhấn chìm hoàn toàn ngôi nhà ở một tầng. Một cụ già tuyệt vọng trèo trên mái nhà nhưng chưa có ai giải cứu. Một cư dân mạng đăng tải, tại Anh Đức, tỉnh Quảng Đông, một ông già đang rất tuyệt vọng trong trận lũ lụt, không có ai đến để giải cứu. Cũng trong cùng ngày, một đoạn video được đăng tải trên Internet cho thấy Thanh Viễn, Quảng Đông bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong nhiều ngày, cộng với việc xả lũ của nhiều hồ chứa ở Thiều Quan tạo thành một trận lũ lụt kỷ lục bùng phát ở Anh Đức, Thanh Viễn. Một người phụ nữ đã chia sẻ cảnh cô ấy chụp khi đi qua Anh Đức trên đường sắt cao tốc. Mưa lũ đã nhấn chìm những cây to chỉ còn phất phơ phần ngọn, thoạt nhìn tưởng là cỏ. Nhiều nhà bị ngập đến mức chỉ còn mái tôn, có nhà ngập hết đến tầng 4. Hôm thứ Tư trên đường đi tàu cao tốc đến Quảng Châu, tôi ngang qua Anh Đức, thoạt nhìn bên đường ray tưởng là bụi cây, nhìn kỹ mới thấy là ngọn cây. Một cư dân mạng viết trên Twitter rằng, xem mà bàng hoàng, thật khủng khiếp, nhiều nhà chỉ còn nhô ra mỗi cây mái, ngập gần hết tầng 4. Cư dân mạng chia sẻ những bức ảnh chụp toàn cảnh ở Anh Đức so sánh với trước đây. Ngày hôm qua và mấy ngày trước, trận lũ lụt này thực sự khiến người xem giật mình. Một đoạn video khác được đăng tải trên Internet cho thấy có hơn 10 cửa xả lũ của hồ chứa nước ở Sầm Thiên Hà ở huyện Giang Hoa, Vĩnh Châu, Hồ Nam đã được mở hoàn toàn để xả nước lũ, khiến nhiều thị trấn và làng mạc ở hạ lưu bị ngập lụt. Một ngôi nhà bên sông đã bị đổ sập, một căn nhà bị cuốn trôi kéo theo nhiều ngôi nhà khác bị đổ sụp. Hôm thứ Tư, một đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy cửa hồ chứa Ngọc Sơn ở Giang Tây đã được mở để xả lũ. Những đứa trẻ bị mắc kẹt trong lũ, người cha thấy vậy nóng lòng muốn cứu con nên lấy một tấm ván ra để đi cứu, nhưng cũng bị lũ cuốn trôi, vật lộn trong dòng nước, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Cùng ngày, hồ chứa Ngọc Sơn ở tỉnh Giang Tây đã được mở cửa để xả lũ. Đứa trẻ bị lũ cuốn vào, người cha thiết tha thương con đã di chuyển tấm ván để giải cứu. Trước đó một ngày, một đoạn video được đăng tải trên mạng Internet cho thấy bờ kè bất ngờ vỡ tung ở thị trấn Nhai Độ, thành phố Nhạc Bình, trấn Cảnh Đức, tỉnh Giang Tây. Trong nháy mắt, nước ngập đến tầng 2, dân chúng vội vã lên lầu để thoát thân. Thưa quý vị, theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cho biết, lũ lụt cũng đã ảnh hưởng tới gần 60 triệu người, khiến gần 4 triệu người mất nhà cửa và hơn 160 người chết hoặc mất tích. Nước lên cao đã phá hủy hơn 40.000 nhà, làm hư hại thêm gần 400.000 ngôi nhà. Thành phố cổ Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây mới đây đã trở thành nạn nhân của mùa mưa lũ, vốn đã hoành hành nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc trong suốt 2 tháng qua. Chỉ trong một ngày, cơ quan khí tượng Tây An đã phải ban hành cảnh báo màu cam về lượng mưa lớn lên tới 120 mm trong vòng 3 giờ. Những cơn mưa lớn đổ nước xuống thành cổ và những hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra cho Tây An đã được nhiều người dân địa phương đưa lên mạng xã hội. Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy nhiều con đường biến thành sông với nước cao ngang lưng. Một số người thậm chí còn trèo cây A để đi lại quanh thành phố. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo đợt lũ ở các tỉnh miền Nam sắp kết thúc. Điều tồi tệ nhất của mùa mưa kể từ tháng này gây ra ngập lụt nhiều vùng, bao gồm lưu vực sông Dương Tử, có thể sớm kết thúc, nhà khí tượng học cấp cao Trương Tuyển nói. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều lo ngại về đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi mà mực nước của hồ chứa đã dâng cao 19 m so với mức nước cảnh báo, mức cao nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2006. Một số chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ lũ lụt. Khi mà đợt lũ mùa hè đã lan rộng ở các tỉnh hạ lưu, bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô, họ cho biết mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Dương Tử rất nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn đã được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc, ông Phan Si Áo cho biết, đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng những trận lũ lụt tồi tệ ở quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần, nhưng hiện tại nó đã không thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình. Mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong thông số thiết kế, khi xây dựng đập Tam Hiệp được đặt ra mục tiêu là kiểm soát lũ lụt và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy vậy, cả hai thành phố đã bị nhấn chìm một phần. Ở đợt lũ lụt này,
Mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể đã tàn khốc hơn rất nhiều nếu không có đập, đợt mưa lũ năm nay tại Trung Quốc là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Nước ở gần 450 con sông đã dâng lên vượt mức kiểm soát lũ kể từ tháng 3, trong đó có gần 40 con sông đã lập kỷ lục. Lũ đã ảnh hưởng tới gần 60 triệu người, khiến gần 4 triệu người mất nhà cửa và 160 người chết hoặc mất tích. Theo Los Angeles Times cho biết, nước lên cao đã phá hủy hơn 40.000 ngôi nhà và làm hư hại thêm 400.000 ngôi nhà. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, số người thiệt mạng và số nhà bị hư hại ít hơn so với các năm trước, nhưng số người mất nhà cửa và thiệt hại kinh tế sẽ lại cao hơn nhiều. Thưa quý vị, bắt đầu vào tháng này, sơn Tây của Trung Quốc đã phải hứng chịu trận lũ lụt mạnh nhất kể từ khi bắt đầu có ghi chép khí tượng, khiến hơn 20 người chết và 13 người mất tích, cùng rất nhiều người bị thương vong. Theo bản tin của CCTV, các quan chức tỉnh sơn Tây đã tổ chức một cuộc họp báo vào sáng nay. Nhiều nơi ở sơn Tây đã trải qua đợt mưa dài ngày trên diện rộng và dữ dội trong một tuần liền. Lượng mưa trung bình ở sơn Tây là 149 mm và lớn nhất ở sơn Tây. Tại huyện Đan Ninh, Linfen, lượng mưa lên tới 385,2 mm, gây ra lũ lụt ở gần 40 con sông trong tỉnh, bao gồm đoạn Tân Tây của sông Phần, đoạn Thanh Xu của sông Phu Ma, đoạn Phần Dương của sông Siao và đoạn Tiểu Yết, mố cầu sông Trường Nguyên ở huyện Quy Sian trên tuyến Bu Sian bị cuốn trôi, tà vẹt bị treo khiến tàu ngừng chạy. Lượng mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 1,8 triệu người ở sơn Tây, hơn 125.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, gần 4 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, gần 20.000 ngôi nhà bị sập và 19.000 ngôi nhà khác bị hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế khoảng hơn 50 tỷ nhân dân tệ. Mới đây, lũ lụt ở nhiều nơi tại tỉnh Sơn Tây đã khiến hàng triệu người bị ảnh hưởng. Tỉnh trưởng nêu rõ cần ngăn chặn triệt để các vụ chết hàng loạt, gây thương tích hàng loạt. Cư dân mạng đã bày tỏ rằng họ thực sự cảm thấy khó chịu. Tỉnh trưởng Sơn Tây nói nghiêm ngặt ngăn chặn chết tập thể và thương tích hàng loạt. Vừa qua, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Sơn Tây báo cáo rằng lũ lụt gần đây đã ảnh hưởng đến 1.977.300 người ở 76 quận huyện tại 13 thành phố của tỉnh Sơn Tây, 121.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 2.9.600 ha hoa màu bị ảnh hưởng và gần 2.000 ngôi nhà bị sập. Một ngày trước đó, tại một cuộc họp chính thức của tỉnh Sơn Tây, tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây Lan Phò An đã nói rằng ngăn chặn cái chết và người bị thương hàng loạt là điểm mấu chốt cần được bảo vệ và nghiêm ngặt ngăn chặn cái chết và thương tích hàng loạt, thương tích gây ra bởi trận lũ lụt này. Cư dân mạng lên án, nghiêm ngặt ngăn chặn tử vong tập thể và tai nạn tập thể. Là người gốc Sơn Tây, tôi cảm thấy thực sự khó chịu khi nhìn thấy 6 từ này. Sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi đang nghiêm túc ngăn chặn tử vong tập thể và tai nạn tập thể. Cho dù không ngăn chặn được thương vong cá nhân thì cũng phải cố gắng hết sức để giúp đỡ, giảm thiểu tổn thất. Không phải thương vong cá nhân không ảnh hưởng đến đại cục nên tôi không đề cập. Trên lý thuyết rất khó loại bỏ thương vong hàng loạt, nhưng cần phải có đủ lực lượng để làm điều đó và ưu tiên tăng cường bảo vệ. Được biết, trong trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam năm nay đã có nhiều người chết và bị thương hàng loạt tại địa phương. Hao Nan, người đứng đầu trung tâm dịch vụ thông tin thảm họa Xihuoming ở Trung Quốc đại lục, chuyên xử lý thông tin thảm họa, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Nhà từ thiện Trung Quốc rằng trận lũ lụt ở Sơn Tây xảy ra vừa qua là do mưa lớn gây ra lũ quét tấn công. Thời tiết ở đây rất lạnh nên khiến cứu hộ khó khăn hơn. Lũ lụt thì khác, mật độ dân số bị ảnh hưởng ở Sơn Tây không cao bằng lũ lụt ở Hà Nam và nước ngập không sâu như ở Hà Nam. Những khu vực bị ảnh hưởng ở Sơn Tây lớn hơn ở Hà Nam. Hao Nan chỉ ra rằng lũ lụt trên cả nước năm nay rất hiếm và những thảm họa quy mô lớn như vậy trên toàn lưu vực sông đã xảy ra 3 lần. Số tiền phân bổ chính thức không đủ để các nạn nhân thiên tai phải trả tiền mua mì gói và nước tinh khiết. Quang Huy, một người dân ở huyện Di San, tỉnh Sơn Tây cho biết khi sự việc xảy ra, huyện không yêu cầu mọi người chuẩn bị sơ tán và dân làng cũng không biết tình hình lũ lụt đang rút. Không ai trong các cấp chính quyền địa phương quan tâm đến vấn đề này. Quang Huy nói, quận không cho chúng tôi bất kỳ kế hoạch nào và chúng tôi đang lo lắng. Chúng tôi có thiết bị bơm nhưng không có cách nào để bơm nước và không có chỗ nào để thoát nước. Ngoài ra, một cuộc họp báo tại thành phố Kim Trung, tỉnh Sơn Tây cho biết gần 700.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cục bộ, 50.000 người phải di rời và diện tích hoa màu bị ảnh hưởng lên tới 1,2 triệu hecta. Một người dân ở thị trấn Lương Gia Ngạn, huyện Linh Thạch, thành phố Tân Trung nói với China News Weekly rằng điều cấp bách nhất hiện nay là dọn đường để lều, quần áo ấm, thuốc cảm, áo mưa và giày đi mưa để có thể đưa vào được. Thời tiết ở đây rất lạnh, chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video trên bản tin của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.